nhiều bạn thì trong lòng muốn được dùng ngay lập tức để cảm nhận xem có tốt có đẹp, như hàng ngàn người ngoài kia nói không, nhưng lại nơm nớp lo sợ, mua phải hàng giả, nguồn gốc không rõ ràng thì mất cả đời để chữa làn da. Khá nhiều chị em hoang mang khi muốn tìm hiểu mức giá trước khi mua sản phẩm Sezum B5 Jelly Skin này, để mua được hàng chính hãng, giá lại niêm yết. Trong video này, shop sẽ nói kỹ hơn về giá sản phẩm Sezum B5 Jelly Skin cũng như nguồn gốc xuất xứ của em này để chị em có thể yên tâm mà sử dụng nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Jedi Skin là thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng đến từ Hàn Quốc với hàng loạt các sản phẩm chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn, lành tính, giúp giải quyết hầu hết các vấn đề mà làn da đang gặp phải. Chính vì thế, các sản phẩm của Jedi Skin được ưa chuộng và tin dùng bởi các tín đồ skin skincare đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trong số đó, không thể không kể đến tinh chất phục hồi, serum dưỡng trắng da B5 Jedi Skin, 50ml đã góp phần làm nên tên tuổi của thương hiệu này. chỉ cần gõ những từ khóa đơn giản tìm kiếm tại các website hay các trang mạng xã hội, chị em sẽ nhận được khá nhiều kết quả khi mua sản phẩm Cezum dưỡng da B5 g Skin. Sở dĩ lại có nhiều mức giá như vậy, bởi ở đây chưa có một cơ quan quản lý chặt chẽ nào can thiệp về các mức giá hàng hóa trên các trang mạng. Tận dụng những tự do kinh doanh này, khá nhiều shop bán hàng đã bán với nhiều mức giá khác nhau. Yếu tố hàng thật hàng giả kém chất lượng cũng sẽ khiến cho Cezum B5 Sở Skin có nhiều mức giá khác nhau. Để tránh mua phải hàng giả và đắt tiền, chị em có thể tham khảo giá chung trên thị trường hiện nay của em này là khoảng 290.000 đến 350.000. Đây cũng là mức giá trung nhất trên thị trường và phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều khách hàng. Dù gì chị em cũng bỏ số tiền ra mua hàng nên chọn các mặt hàng chính hãng đúng chuẩn để sử dụng. Bởi vốn dĩ nhiều chị em cũng biết được dùng kem giả kém chất lượng vô tình trở thành kẻ gây hại cho da đấy nhé. Cezume B5 Derma Skin hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp của mình cũng có bán zoom B5 Sở Skin, hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.